Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm Canada của mình. Thì hôm nay trước hết thì mình xin cảm ơn hai cái subscriber, mình có hai cái subscriber mới nha mọi người. Có hai người đăng ký kênh của mình. Thank you rất nhiều nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh. Mong rằng mọi người có thể chia sẻ cái video đến những cái người nào mà chưa có coi để cho cái kênh của mình được tăng cái lượng người đăng ký nha mọi người. Thì hôm nay thì trong cái video này không có cái gì đặc biệt hết, chỉ là trời ở ngoài nó hơi se lạnh mà hai đứa nhỏ của mình nó bị bệnh nữa. Chứ thường cuối tuần như vậy là mình vợ chồng đều đi qua nhà của bà chị với đứa em, có nấu ăn này kia hẹn chung, không có nấu, nhưng mà hôm nay trời lạnh rồi thêm bệnh nữa không có đi, cho nên ăn trong nhà. Thì nấu cái mì gói đầy hàng này á, thì mì gói á, thường á, là mình ăn thì phải ăn với bột nêm của nó thì nó mới ngon. Mà mình phải ăn bột nắm là tại vì mình bị dị ứng nhiều quá. Mới đầu thì có một hai loại thôi mà sau này mình để ý mình thấy mình bị dị ứng quá nhiều thứ đi. Rồi mình cứ hứa ông xã mình là mình phải cẩn thận để mình không có bị xảy ra như vậy nữa, mà mình cứ hứa hoài. Còn hôm nay lại gặp con bệnh nữa cho nên mình không có dám liều. Mình phải ăn như vậy. Cho nên cái tô mì nó trắng xác, là gặp mình không có ăn cay được nữa, cho nên tô mì nhìn trắng xác nhìn nó không có được ngon lắm. Mà thôi có gì ăn nấy, hơn nữa là không có dám liều mọi người ơi. Con bệnh rồi miếu mẹ có chuyện gì nữa là mệt lắm. Ok thôi mình mời mọi người ăn chung Mì với gói mình chay nha. mọi người, bột nêm của cái này, mì gói của Đại Hàn đó. Bột nêm mình không dám ăn tại vì mình ăn nó bị cái nó bị dị ứng á, thành ra giờ mình không dám ăn nữa. Mình bỏ vô bột nấm á, mình nêm vô mình ăn. Cái dĩa này là giống như dạng cái dĩa hơi chặt trẹt vậy đó, bỏ vô ăn vậy nhìn nó dễ ăn hơn, dễ quay hơn. Nơi trầm năm 14. Mấy cái rau này là ở nhà trồng á mọi người, hẹ đâu đó năm nay trồng được. Hẹ mua ở ở trên chỗ bán cây, nó bán một cây sẵn như mình trồng mà năm nay trồng thành công. Mình thích ăn cái loại giá của Đại Hàn rồi này nè mọi người, cái loại mà đậu nành đó. Mình nấu vô đây mà nó vẫn giòn, rất là ngon. Mới ngủ dậy đầu tắm. Mình thấy ở Việt Nam có nhiều người ăn nhiều ghê à. Mà sao họ ốm hay ha. Họ ốm nhất ôm nhom luôn á. Nhiều người ăn mình thấy quay lên xong họ ốm. Thấy bán mấy cái thuốc bên Việt Nam ốm thiệt là ốm luôn á, mà mình không dám mua, tính mua uống mà ông xã không cho. Ông nói em mốt hư thân thể hết. Cho nên mình không dám ăn. You want You want now? No, I'm just asking if you're eating yourself. I'm not saying that I want to. Giống thứ mì gói á là phải ăn cái bột nêm của nó. Bột nêm của nó là cũng không có ngon lắm. Cái nước nó khác.
từ ngày mình I just ate this one. I didn't put the seasoning in, so that's why the taste is not pretty good. But which one is the yellow one? The yellow one. But I didn't put any packaging in. The mama one? No. What is that? Korean. It's a veggie one. The soy flavor? Yeah. That's not yellow. That's orange. Yeah. This one. This is orange. Right. I didn't. Okay. Got it. I think it sometimes it didn't have the effect, but yeah, again, who knows? No, I'm avoid that now. Yeah, no, that's a good approach. If you don't know, avoid it. Yeah. You don't want to know when you get like that. Mm-hmm. I'm gonna have another one. It's okay. Yeah, it takes nothing but for survival. Fan của Apple mọi người. It's not fanatic như Apple. Computer, phone, đâu này kia cũng có xài Apple. Ở nhà ông xã mua cái Apple hồi xưa, thời xưa ông tưởng đâu ra có chức năng này kia, nhưng mà mình thấy mình xài Apple cái they control so much, like all the things that you have to use from the Apple. Nó control cái market của nó mọi người, từ cái cổng dây nghe, từ cái này cái nọ, từ cái dòng dây jack phone nó cũng khác với của người ta hết trơn. Thành ra mỗi lần mà xài của nó, computer Apple cũng vậy nữa, xài của nó một cái hả là mình phải mua mấy cái app, mua cái này của nó luôn mới được, còn mấy là không được. Thành ra khó xài, bởi vì ở đây mà dân làm việc rồi hay kia, mà đi học rồi này kia, bắt buộc phải mua cái phone, cái computer khác, không có cách nào xài Apple hết. Rồi đa số là châu Á là Apple là xài nhiều ha. Mình thấy nó không có work. Ở đây mình mua HP or Dell, mấy cái hiệu đó xài cho đi làm việc. Cái chán mà nó qua. Từ ngày mình cưới ông xã, mỗi lần ăn không có nói chuyện, quen rồi ăn nói chuyện kỳ. Ông đi cháu mình nó qua, nó ông xã mình đưa cái máy Apple cho nó xài á, thì nó xài cũng được, mà có những cái bài tập exercise homework đồ này kia là nó vô đó nó xài được. Mấy cái app nó không có work. Mình cách đây 2 tháng. Oh, we went to PCs already 2 months ago. August, yeah. It was, yeah, August 8th, mid-August, yeah. Mm-hmm. Exactly 2 months ago. Mm-hmm. September, October, yeah, exactly 2 months ago. Hai tháng trước lúc mà cháu mình nó mới vừa qua là mình 2 tuần sau là mình dẫn nó đi chơi, đi Vancouver, Kelowna, Jasper rồi chơi xong hết về mới học nữa. Better again, look first. US in Florida is hurricane, and in Vietnam is also have sort of like that. Really? But in, yeah. In the middle of the country. Hmm. Hue, Nha Trang, those places.
Ở bên Mỹ thì có Florida mọi người. Nghe nói hurricane đâu không? Yeah. Rồi ở bên Việt Nam thì ở miền Trung năm nào cũng phải có cái này cái kia hết thì chán vậy. Cả cái mùa hè mình lấy holiday nhiều quá, bây giờ mình còn có 2 tuần holiday là mình để dành cho Christmas, lấy thời sinh nhật của Misan. Nhà này our kid nó đi chơi với lại mấy gì nó biết đó. Người đâu cũng kể định đi. Rồi đi với mấy gì rất quen à. Hôm qua mình đi bắt hình lên như vậy, ông xã mình ổng surprise á, ông dẫn đi. Rồi nó đi xuống dưới nó không thấy mấy gì của nó hỏi mấy gì của nó đâu. Sao chờ liếc mà không xuống. Tại vì nhiều khi ở gần vậy đó, cái con chiều tối xuống. Mà tại vì hôm qua mình bị cả một đêm thứ sáu là không có ngủ, tại cái da nó bị mị trở lại đó. Rồi thêm uống thuốc vô là ngủ quá trời đi. Hôm qua tưởng là không được luôn. Ông lái xe mà từ trên đây đi về đi xuống dưới mà là ngủ rồi nhớ ông nói chuyện gì cũng không có nghe, chạy xuống có 20 phút mà chờ ngủ buồn ngủ ngồi ngủ gục trên xe luôn, mà xuống dưới cũng phải làm thêm. Thì ngày thứ bảy là ngày làm việc chính của mình, cho nên lúc mà đi làm 1:30 đi á thì là bắt đầu ngay cái 2:30 đi, 2:30 thì là cao trào của công việc đang 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 làm, là xuống dưới phải làm lại. Làm xong rồi mới đi ra làm, trong lúc làm thì cũng tỉnh tỉnh từ từ. Rồi cái đi ra nhà hàng đại hàng ăn ăn xong rồi cái về nhà là kể như là đúng rồi, ăn xong rồi đi qua cái supermarket mua một cái món đồ đặng cho về tối mấy nhỏ nó ăn cái về nhà luôn. Cái về hotel là ngủ ngủ tới sáng luôn, sáng đi mò nữa cái thôi. Nãy giờ mới tư tỉnh lại. Hôm qua là như thường. Dễ sợ. Ok, bye bye, xin chào mọi người nha.